Hello mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm một video về hướng dẫn setup tăng iSupport, và gọi là khi mà các bạn nuôi iSupport mà bị mai á thì sẽ xử lý như thế nào. Mai là cái con gọi là giống như ve chó vậy, nhưng mà nó sẽ xuất hiện ở trong nền đất và bám lên người côn trùng. Thì cái tình trạng này là do nuôi lâu một thời gian rồi thì trong đất nền nó sẽ tự động có thôi. Đây, như trên màn hình đây là một hộp Kuberis Panda King và một hộp Poseo Sevilla. Thì hai hộp này mình nuôi cũng lâu rồi, cho nên là hôm nay bị cái tình trạng đó, cho nên mình sẽ sử dụng một cách là thay tăng mới để mà giải quyết cái vấn đề mai. Tại vì con mai nó rất là nhỏ và nhiều, chưa kể là nó đẻ trứng trong đất nền nữa, thì mình sẽ không có thể nào mà bắt ra hết được. Bữa nay thì mình quay bằng một tay do một tay làm, cho nên là nó cái video nó sẽ hơi bị lắc khó coi tí xíu. Đây, đây là hộp Kuberis Panda King. Dưới đây thì rất là nhiều luôn. Đấy. Rồi, tạm bỏ qua con đó ha, thì mình sẽ tới với con Poseo Sevilla. Con này thì mình được một người anh ở ngoài Hà Nội tặng. Cứng mà ta. Vì mình nuôi một hộp đó, của mình số lượng nó cũng khá ít, cho nên là mình sử dụng hộp này. Còn nếu như mà các bạn nuôi một đàn bự hơn thì có thể sử dụng những cái hộp giống như bên này. À, đây hộp này hoặc là tăng như này. Đây thì nói chung là hộp thì cũng dễ lắm, hộp nào cũng được, chỉ quan trọng là nó phải thoáng khí thôi. Giống như ở đây mình sẽ có làm cái nắp, cái này mình mua lưới về, sau đó mình dùng khoan, mình khoan cái lỗ này rồi mình dán lưới lên. Đây cho bạn coi mấy con Poseo Sevilla. À, anh đó anh kêu là con này nó đẻ dữ lắm, thì về nuôi thử. Đẻ dữ thiệt. Con này số dài số bót này nó cũng khá là bự, chứ nó không nhỏ nhỏ giống như mấy con kia. Baby con này là size dạng như là chưa trưởng thành lắm, nó gọi là juvenile, nhưng mà nó đã to hơn con Kuberis kia size trưởng thành rồi. Rồi thì đóng hai con này lại hen, mình sẽ giới thiệu là khi mà setup tăng iSupport mình cần những cái gì. Thì trước tiên mình cần một cái hộp, hộp như này. Hộp này mình mua trên Shopee của chính hãng Đại Đồng Tiến. Đây, đây là hộp này mình mua hình như là 10.000 cái, 10.000 cái hộp có nắp luôn. Đây, nắp như này về, đó bao thoáng. Thì cái nắp thì mình sẽ giữ lại, còn để ra tiện thì mình sẽ dùng cái hộp mới. Còn bình thường mình sẽ thay đất nền nó đi và mình rửa cái hộp phơi nắng cái kiểu, xong rồi mình sẽ bỏ số vô làm lại cái tăng mới. Trước tiên là hộp đúng không, sau đó mình cần đất nền. Ở đây mình dùng mùn dừa, mình mua ngoài tiện về thì mình mua
Một bao bự lắm, nhưng mà mình mua về mình rửa, mình ngâm, mình phơi nắng cái kiểu để mà lọc đi những cái tạp chất hóa chất trong đó. Tại vì khi mà họ bán để trồng cây á thì người ta sẽ xịt thuốc đồ cái kiểu để mà chống sâu bọ, để cho mùng dừa không bị mốc, thì mình về mình phải xử lý. Và tiếp theo là dớn này, mình để một hộp ở bên này, và không thể thiếu đó là một cái vỏ cây để nó cho nó làm cái chỗ trú, giống như cái vỏ cây mình dùng ở đây này. Các bạn có thể thay thế vỏ cây bằng cái vị trứng cũng được nè, springtail quá trời luôn nè, đó. Thì mình cũng chia sẻ luôn là springtail nó sẽ giúp hạn chế việc bị mốc thức ăn khi mà các bạn cho ăn mà nó bị thừa, và việc thức ăn thừa cũng sẽ dẫn tới là việc có những con mai ở trong tăng nuôi. Mặc dù là tăng của mình là đã có springtail, có isopod, nhưng mà nó vẫn bị mai, cho nên là trường hợp đó rất là khó để phòng tránh, cho nên mình chỉ áp dụng cách thay tăng mới. Thì trước tiên mình sẽ cho đất nền vào ha. Đã bóp nè. Thường mình nuôi Asobot thì mình không có cho quá nhiều nền đâu. Tại vì cho nhiều nền quá thì nó chui xuống dưới, nó lủi xuống dưới cũng khó tìm. Nhưng mà ở đây mình sẽ này. Các bạn thấy cái này là cái gọi là cái sợi sơ dừa, còn cái này là gọi là cơm dừa, thì trong tiếng Anh nó gọi là coconut fiber hoặc là sun coconut đó. Thì nó sẽ là cái thịt dừa khi mà nó nạo ra như thế này. Này mình sẽ chọn một cái lớp nền khoảng như đây ha. Này sau đó dùng bình xịt để xịt lên tạo ẩm. Các bạn xịt mặt trên hơi ẩm, hơi hơi bị đẫm nước tí xíu, để khi mà mình xịt á thì nước nó chỉ mới thấm ở phần trên thôi, nó chưa thấm xuống phần dưới, thì các bạn cần phải xịt nhiều tí xíu để nó thấm xuống phần dưới, và đợi khoảng 15-20 phút để mà thấm dần dần xuống và nó sẽ giữ ẩm tốt hơn. Ở đây mình có chuẩn bị thêm một cái, chuẩn bị sẵn một cái tăng nữa, tại vì hai tổ rồi, hai đàn. Đây là cách xếp lớp chung thôi nha. Còn khi mà các bạn nuôi từng loài Asobot riêng, các bạn sẽ có cảm nhận là con nào cần ẩm nhiều, con nào cần ẩm ít, thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh theo tùy loài. Còn ở đây là mình nuôi nhiều, mình nuôi quen rồi thì mình tự canh ẩm. Tại vì có những loài sẽ sống rất là khô, hoặc là những loài sống rất là ẩm. Đặc biệt là Asobot hoang dã của Việt Nam thì nó là loài, nó thuộc cái họ gọi là Merulella, thì cái bọn nó thường nó sống rất là ẩm, và các bạn khó rất khó điều chỉnh để duy trì được độ ẩm, đồng thời nó cũng có một cái độ thoáng nhất định, thì rất là khó khi mà giữ rồi đó. Mình lúc trước mình cũng có thử qua, thì mình mua 500 con, giá thì cũng gọi là rẻ đó, nhưng mà khi mà các bạn nuôi nó sẽ bị hao hụt rất là nhiều. Và cái số lượng mà nó sống sót ổn định thì rất là ít, cho nên là khi mà những người nước ngoài người ta mua những cái con đó về người ta nuôi và gọi là thuần môi trường và sinh sản, thì cái giá thành của những con Asobot rất là cao nếu như nó có màu đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ lấy dớn ha. Đây có nhiều bạn trên YouTube có hỏi mình dớn là gì. Đây dớn, cái này gọi là dớn
rêu rừng nè, hoặc là giá thể trồng lan ha. Đây thì mình sẽ bỏ mỗi tăng một ít thôi, nó sẽ có tác dụng gọi là giữ ẩm, đồng thời làm chỗ nấp cho support. Đấy, một bao dớn các bạn mua về thì hình như là một bao là 50.000, họ sẽ nén lại trong cái bao ni lông và đem về bỏ thì chắc là được khoảng một một hộp rưỡi như vậy. Cái này mình nén rất là chặt ở dưới rồi, được một hộp rưỡi nha. Cái này mình xài rồi cho nên nó bị hao quá rồi. Cho các bạn coi cái kệ đồ dùng của mình. Đây, này là cái kệ dưới đựng đồ, và bên đây là cái kệ để mình nuôi. Mình đang sắp xếp lại, nó hơi bị lộn xộn. Thì hôm bữa mình chuyển từ bên kia qua tới bên đây, xong rồi đang nằm nửa chừng thì việc bận bận quá, thế là hoãn lại, quăng đóng bừa bộn đó. Thì cái phòng này thì cũng không ai vào, chỉ có một mình thôi, cho nên có để bừa bộn một xíu thì gia đình cũng không có nói. Nhưng mà nếu như các bạn chơi mà các bạn để bừa bộn quá thì chắc chắn sẽ bị phụ huynh la, cho nên là nhớ giữ gìn vệ sinh, nuôi thì gọn gàng thì sẽ đỡ bị la và phụ huynh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ để cái này đợi và mình sẽ đi bắt những con robot đó ra. Xem nào. Mình chỉ có một tay để làm thôi, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ skip đi cái đoạn bắt ra ha. Rồi mình sau khi mình bắt ra mình sẽ cho bạn coi coi là ở trong đó những ai support. Mình sẽ bỏ ra cái hộp đi như vậy nè, cho bạn quay những ai support đó cho bạn coi ha, thì nó sẽ nhanh hơn, còn nó cũng dễ hơn cho mình nữa. Còn bây giờ mình cầm máy quay một tay rồi bắt làm sao mà bắt được. Đây thử nha, tại vì cái con này nó ít, nó bám vô đây nè, thấy không, giờ nó bám đây rồi làm sao bắt nó ra đó. Quay coi đỡ trước đi ha. Đấy, cái này nó chỉ đẻ, cái đàn này là đàn một cặp nó đẻ thôi nha, một cặp nó đẻ một lần duy nhất thôi. Đấy là nó chưa đẻ lần hai, mình đã được nhiều nhiều rồi. Cái lúc mà nó đẻ cái con baby của nó khoảng to hơn con Springtail tí xíu thôi, nhìn nó mắc cười lắm. Rồi thì bây giờ mình sẽ xin skip qua đoạn này tí xíu nha. Đây là sau 5 phút hoạt động với công suất của hai đôi bàn tay thì mình bắt ra được tất cả như đây. Mình cũng chưa đếm nữa, nhưng mà con này là con Poseo đực nè, Poseo Sevilla đực. Còn Poseo thì nó rất là nhiều loại, thì bọn này phân biệt được cái là con đực nó sẽ có cái gọi là hai cái đuôi, các bạn thấy không ta, hai cái đuôi nó rất là dài, nó dài hơn con cái rất là nhiều, và kích thước con đực cũng to hơn con cái nữa. Đấy, do thời gian rồi á mình có bận cho nên là các bạn không có thấy mình ra video. Thì mình bận cái gì, mình đang học đại học, nhà deadline rất là nhiều mặc dù mùa dịch đấy, cho nên là không có thời gian. Kể cả chăm bọn này thì mình lúc nào mình nhớ chợt nhớ là mình mới chạy qua mình cho ăn kiểu thôi, cho nên khi mà chợt nhớ vậy á mình thường cho nhiều hơn để mà tụi nó không bị đói, thành ra là bị mai, cho nên là mình phải dọn. Và kết quả là có video hôm nay cho các bạn xem đấy, khá nhiều nha, đẻ dữ lắm. Cái anh mà anh cho mình á, anh review con này à, đẻ như quân nguyên.
và nó lớn rất là nhanh. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục công suất với hai tay và bắt bọn Kubernetes này ra. Đây, giờ mình đã rửa xong rồi. Đây là tổng cộng những con Kubernetes mình có. Thì cái này mình những con mình nuôi, còn những con mình nhập để bán thì mình có tới hơn 200 con à. Cái đó mình nhập về để bán thôi, còn những con mình sưu tầm riêng mình sẽ để ở nhà. Đây thì mình có bỏ thêm lá khô nè để cho tụi nó ăn, thì tại vì tụi này nó ở ngoài tự nhiên nó ăn lá khô, ăn gỗ mục đồ thôi, thì mình cũng cho tụi nó ăn những cái loại thức ăn như vậy. Lá này thì mình lấy ở ngoài vườn nhà mình, xong rồi mình phơi khô, phơi nắng, ngâm nước các kiểu để mà tiệt trùng. Này cho bạn một con Kubernetes mà mình rất là tự hào, nó gọi là giống như bị đột biến, nó bị mất đi cái phần trắng ở giữa giống như của những con khác, nó chỉ có màu đen vậy thôi, cũng phải màu đen nữa, nó gọi là nó hơi xám xám xanh xanh. Mình cũng có một con khác nó gần như là mất cái phần đó nhưng mà nó vẫn còn màu trắng. Nhìn nó kỳ, giống nguyên đàn ai cũng đen trắng đen, có một mình ông nội đó đen toàn thân. Đây nè, đó nó nè, ở giữa màn hình đó mấy bạn. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ đổ tụi nó vô. Đấy, tại vì mình chưa có, tại vì mình mới thay tăng, mình chưa có rửa cái vỏ gỗ để mà tái sử dụng. Mình thường mình phải rửa qua xong rồi mình nấu trong nước sôi và đem phơi nắng để cho nó tiệt trùng. Cái trứng của con mai á, lỡ mà nó có dính vô đó thì nó sẽ chết đi. Còn đất nền thì nó nhiều quá mình không có làm việc đó, đất nền mình sẽ đem đổ. Đây, giờ mình sẽ cho đen này vô. Tại vì mình mất con cái rồi cho nên mình hy vọng mà bọn này sẽ lớn nhanh hơn nữa và tiếp tục đẻ. Chứ số lượng gì mình thấy cũng hơi ít. Nhưng mà khởi đầu một cặp thì ra nhiều rồi. Đây. Đó, tụi nó bắt đầu đi kiếm chỗ trốn. Ông bố đơn thân và đàn con. Đúng rồi bạn. Nhìn nguyên đàn có con bự thiệt bự, nhìn nó kỳ kỳ sao. Thì lúc mà mình bắt đầu chơi support thì mình chỉ mua một loài, mình mua khoảng 2 3 cặp thôi, 5 cặp thôi, kiểu giống như vậy. Thì mình đem về mình nuôi về sinh sản. Thì thường người support họ sẽ không có bán theo cặp mà họ sẽ bán theo pack. Một pack rồi một gói nó sẽ khoảng từ 5 con, 10 con hoặc là 20 con. Có những pack to hơn cho những bạn nhiều tiền hơn thì sẽ là khoảng 20 con, 50 con, 100 con gì đó. Với mình ít tiền cho nên mình chỉ mua một pack, thường mình mua pack 10 tới 20 con và cho nó đẻ. Sau đó mình giữ mình nuôi chơi. Còn với những bạn mà muốn mua thì mình sẽ có chương trình order riêng cho những bạn đó, hoặc là mình một số loài mình sẽ nhập về để sẵn, thì những con đó sẽ cũng tương tự như mình nuôi ở trong nhà thôi, nhưng mà mình chia ra là số lượng nào mình sẽ bán và số lượng nào mình sẽ nuôi, cho nên là đôi lúc nó sẽ bị hết hết hàng. Rồi chia sẻ với các bạn cách set up cho Isobot và đồng thời cũng là hướng giải quyết khi mà Isobot bị mai. Con mai nó tên là, đánh vần lại tiếng Việt là Mite. Thì con đó thì rất nhiều bạn bị và các bạn hỏi mình là nên xử lý như thế nào, nó có phải Springtail hay không. Và xin thưa là con nó không phải Springtail, con mai nó sẽ tròn và Springtail nó sẽ có hình thoi dài dài. Kích thước của
của hai con khá là tương đồng. Nhưng mà khi các bạn đụng vào con mai nó sẽ chạy và con Springtail nó sẽ nhảy, nó bật nhảy khá nhiều. Giống như hồi nãy mình cho bạn coi á, con mai di chuyển rất là nhanh, nhưng con Mite nó đi rất là chậm và nó sẽ thường có màu nâu và nó hình tròn. Còn Springtail nó sẽ hình thoi dài dài và nó màu trắng. Rồi thì video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của mình. Nếu như các bạn thấy hay và thì hãy like và share subscribe cho mình để cùng đón nhận nhiều video mới. Nếu như các bạn muốn mình làm chia sẻ về một cái kinh nghiệm nào đó về côn trùng thì mình rất sẵn lòng. Rồi, xin chào tất cả các bạn.